ngày 11 tháng 11, tại cuộc họp bên lề hội nghị cấp cao APEC 2017, Bộ trưởng 11 nước thành viên đã nhất trí cho ra tuyên bố chung dựa trên nền tảng của TPP thành lập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Bộ trưởng Kinh tế Đài Loan Thẩm Vinh Tân biểu thị, Đài Loan trong mong hiệp định mới nhanh chóng có hiệu lực, đồng thời có nguyện vọng dành cơ hội gia nhập vòng thứ hai. Bên cạnh đó, do tiêu chuẩn CPTPP được nới lỏng, Điều này sẽ giúp các ngành nghề trong nước Đài Loan dễ thích nghi và điều chỉnh phù hợp CPTPP. Sau khi 11 nước thành viên hiệp định TPP đi tới thỏa thuận chung, quyết định đổi mới hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP trở thành hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP, dựa trên nền tảng vốn có của TPP và kết nạp thêm khái niệm mang tính bao trùm. Ngày 11 tháng 11, Bộ trưởng Kinh tế Thẩm Vinh Tân trả lời phỏng vấn cho biết, đây là một dấu hiệu khả quan trong mong hiệp định mới sớm có hiệu lực, đài loan sẽ tăng cường nỗ lực dành cơ hội gia nhập vòng thứ hai trong tương lai khi đài loan xin gia nhập sẽ là một tiền đề khả quan đối với các ngành nghề trong nước ông nói rằng cptpp nới lỏng hạn chế hơn so với hiệp định cũ đối với chúng ta mà nói là một dấu hiệu tốt cho các ngành nghề trong nước giúp chúng ta dễ dàng thích nghi hơn theo tổng đại diện văn phòng đàm phán kinh tế thương mại cũng là quỹ viên phụ trách chính sách của viện hành chính ông đặng chứng trung cho biết Hiệp định mới CPTPP có một số điều lệ gặp trở ngại, hiện tạm dừng hiệu lực. Trong đó, đa số là hạng mục quyền sở hữu trí tuệ. Ông cho rằng đây là mấu chốt khiến Mỹ vốn là nước muốn rút khỏi TPP suy nghĩ lại. Còn đối với Đài Loan sẽ tiếp tục tăng cường nỗ lực chuẩn bị xin gia nhập. Ngoài ra, trước mối e ngại liệu Trung Quốc có gây sức ép cho Đài Loan hay không, theo ông Đặng Trấn Trung cho rằng các nước nên giữ thái độ mở rộng hợp tác. Ông nói rằng chúng tôi hy vọng các nước nên giữ thái độ mở rộng hợp tác giúp cho sự hội nhập kinh tế khu vực trở thành cơ sở tự do thương mại nhiều bên trong tương lai. Các bên nên tránh cách nói bên nào gây trở ngại cho bên kia. Đặng Chấn Trung cũng nhắc lại rằng việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO giúp ngành nông nghiệp Đài Loan từ một quốc gia nhập khẩu trở thành quốc gia xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh. Về mặt công nghiệp thì vì môi trường không ngừng mở cửa cũng giúp nâng cao năng lực cạnh tranh. Ông cho rằng Việc xin gia nhập CPTBB dễ dàng hơn so với việc xin gia nhập WTO lúc bấy giờ.